các bạn không học triết học, các bạn không học, các bạn chưa học hết, các bạn chưa biết sợ là cái gì. Ok nhé. Bây giờ cho tiếp một bài nữa cho nó sợ. Các chị không biết sợ sau khi các chị biết sợ, chứ không bao giờ có mệnh đề như chúng nó nói đấy. Được chưa? Cho nên chủ đề hôm nay là nó ngược với chủ đề hôm trước. Đầu vào là người, đầu vào là máy, tức là công nghệ đấy. Đầu vào là nguyên liệu, đầu vào là những thứ lặt vặt khác, thì xong đầu vào của sản xuất. Bốn cái này phải nắm thật chắc. Trong bốn cái này thì ba cái này nó là tư liệu sản xuất, tức là công cụ. Còn cái này đây, cái này nó không phải công cụ, nó là con người mà. Bạn đóng cái đinh thì bạn cầm cái búa. Các bạn ạ, cây búa là công nghệ, nó chỉ phát huy nếu cái thằng người nó có não thôi. Các bạn ạ, cho nên cái nhân vật này này, ở đây là công cụ để tạo ra lợi nhuận. Chưa bao giờ công nghệ là nguồn gốc lợi nhuận cả. Lại sáng nay mở ra vẫn tiếp tục câu, câu thế chỉ có chết thôi. Xã hội người ta lên lắm rồi. Chưa bao giờ AI là nguồn gốc lợi nhuận cả. Con người nó tạo ra cái đồ đó, cây búa đó, nó có trình độ sử dụng cái đó, và nó lập trình cho thằng đó, cho nên làm cho quá trình lợi nhuận nó tạo ra thuận tiện hơn. Nhưng nguồn gốc lợi nhuận thì nó từ con người mà ra. Nguồn gốc của lợi nhuận, con người nội tại nó hơn tôi. Tôi vào ba cái này bằng không, tôi hiểu rằng ấy, cái nội tạng kinh nghiệm tôi thua xa nó, ba cái này tôi thua xa nó, nhưng tôi biết rất chắc rằng cái bộ não của tôi thì chúng nó lại tôi. Và ông già cứ nói mày lạ đi, mấy thằng anh mày nó làm lớn thế sao, mày cứ làm cái nghề giáo viên ấy. Ta thấy mày cứ đều đều đi giảng, mày không khác gì con gà nhặt nhặt thóc thế này, bao giờ mà giàu học quá. Rồi bây giờ cái số nó thế thì làm sao? Tôi chỉ có một khẩu hiệu cả đời thôi, no pakazi. Tiếng Nga trong đó là bộ phim Hãy đợi đợi. Và tôi có cần đợi lâu đâu, 5 năm tôi cho các bỏ, các chú ăn khói sạch. Cho nên bài hôm nay ấy, chúng ta lại xoáy vào đấy. Vậy thì các chị làm nghề kinh doanh, vì bài hôm nay nó dạy các bạn là coi như các bạn là thằng xin việc, hãy knock out thằng ngu. Còn cái bài tuyển dụng ấy là chúng ta học rồi ấy, bài tuyển dụng ấy là hãy chọn đúng thằng rồi hãy mua. Nó dạy để cho các bạn là người giỏi, sau đó đi mua được thằng giỏi. Còn bài hôm nay giáo trình chứng minh rất là thật, số người thông minh về con người cực ít, thằng ngu lọt vào danh nghiệp các bạn cực nhiều. Nó hoàn toàn nó biết ngu, chứ không phải nó biết, nhưng nó hiểu được các bạn, và nó dùng chiêu nó hạ một phát các bạn đó. Các bạn ạ, cho nên đi gặp nhà tuyển dụng chỉ cần 6 biểu hiện, tôi chỉ cần một thôi. Chúng ta học ở đây hãy tôn trọng ứng viên của... Chứ tôi biết chắc chắn tuyển dụng không học cái lớp này. Tôi nói tôi đã hướng dẫn 10 đứa thắng cả 10. Các bạn ạ, không một thằng giám đốc nào mà nó không qua mặt được. Cho nên bài hôm nay nó khác. Hai thằng gồng ghè, các bạn thị trường tuyển dụng nó giống hệt đi mua rau. Và quá trình mặc cả bắt đầu, thằng bán là thằng đi ứng viên, nó tìm mọi thủ đoạn để nó lừa các bạn rau em rau sạch. Còn các bạn là người đi tuyển dụng, các bạn mua người thì các bạn cố đừng để nó lừa. Vậy thì các bạn đừng để kẻ khác có mặt nhé. Với bài hôm nay Hạ gục nhà tuyển dụng, nó vào nhà tuyển dụng. Thế bây giờ các chị phải mở rộng vấn đề ra, mua người cho đúng, đừng cho nó qua mặt. Còn môn này là qua mặt con cao thủ nhất cũng phải qua. Nó phải rất giỏi, cho nên muốn làm sếp là con rắn đầu đàn, nó phải hơn người thế. Mày không hơn thì mày phải thiết lập hệ phó để nó quân sư cho mày. Từng mục tiêu một, sau đó nó lên một cái bảng giao việc thế này. Ký hợp đồng, dẹt, nhớ nhá. Ok. Chứ không phải là
ký hợp đồng lao động mới có văn bản, mà giao việc là có văn bản 5 phần rất cụ thể. Đấy, các bạn chưa làm được thì các bạn nói mồm được, chưa nói mồm được thì làm văn bản sơ lược được. Chứ các bạn còn giao việc kiểu này thì cả đời các bạn thế, các bạn chết. Thế gì? Vậy thì bây giờ mày muốn xác lập được kỳ vọng công việc với nhân viên khi mày giao việc gì và như thế nào gọi là hoàn thành. Còn công việc các bạn là công việc của tư nhân, tức là tiền của chính các bạn. Các bạn muốn yên ấm, các bạn bỏ tiền thì các bạn phải cho nó nở ra tiền. Những linh hồn của lợi nhuận là từ thằng nhân sự chứ, đúng không? Được chưa? Để làm được điều này, người ta có 5 bước sau đây. Nếu các bạn không làm được đủ 5 bước thì các bạn làm từng bước cũng được. Nhưng mà các bạn không làm gì, cả đời cứ trượt dài trên cái kiểu văn hóa làng ấy, thì tốt nhất các bạn xóa công ty đi. Tôi hỏi các bạn bây giờ bạn còn ngưỡng mộ công ty nào? Tôi không muốn các bạn rơi vào tình cảnh đó. Nhỏ mà chất lượng, đó là đặc trưng của các doanh nghiệp Nhật. Còn doanh nghiệp Đức ấy, sản xuất thiết bị mà lắp trên tàu vũ trụ đều là kinh tế gia đình ấy. Nó chất lượng đến mức như vậy. Bởi vì thỉnh thoảng mới cần một con ốc. Nhưng nếu bán một con ốc, doanh thu các bạn cả năm. Nhưng doanh nghiệp lớn không làm, ai bảo doanh nghiệp nhỏ là sống. Nó cần chất lượng mà. Ok. Các bạn đừng ngụy biện nha. 99% doanh nghiệp Nhật là nhỏ, lớn có 1%. Người ta cần doanh nghiệp chất lượng. Người ta cần chất lượng tín dụng chứ người ta cần số lượng tín dụng bung ra. Vậy thì tôi đang nói các bạn nhé. Không ít thì nhiều các bạn cũng phải làm. Nếu không thì các bạn ghi nó ra, treo nó lên tường ấy, để làm cái đường trục tung, tức là cái mục tiêu để mình phấn đấu nó lên. Chứ tôi có bắt các bạn làm ngay được đâu các bạn ạ. Vì rất kiên nhẫn mới làm được một việc trong đời này. Trường Doanh Nhân PR.